Theo Sở Y tế Đồng Nai, thực hiện kế hoạch xã hội hóa hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025. Trong năm 2024, ngành y tế tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế tư nhân hoạt động, có giải pháp phát triển phòng khám đa khoa trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án bệnh viện tư nhân đã có thỏa thuận địa điểm đầu tư nhanh chóng hoàn thành thủ tục để triển khai thực hiện dự án. Hiện toàn tỉnh có trên 4.500 cơ sở hành nghề y dược tư nhân gồm 7 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tư nhân với tổng cộng 1.980 giường bệnh nội trú, có 84 phòng khám đa khoa, có hơn 1.700 phòng khám chuyên khoa và cơ sở dịch vụ y tế. Các bệnh viện và nhiều phòng khám đa khoa tư nhân đều tập trung tại thành phố Biên Hòa.